Từ sau năm 1986, nhiều khuynh hướng tư tưởng sáng tác mới được các nghệ sĩ tiếp nhận nhanh chóng, từng bước tô đậm thêm cho diện mạo nền mỹ thuật Việt Nam đậm đà bản sắc và mang hơi thở của thời đại. Tại không gian mới này, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trưng bày 65 tác phẩm thuộc nhiều thể loại như hội họa, đồ họa, điêu khắc được lựa chọn, sưu tầm trong thời gian vừa qua. Chúng tôi hy vọng rằng với cái không gian trưng bày mới này, với cái số lượng tác phẩm đưa ra rất là đa dạng về nội dung cũng như là đa dạng về hình thức, chất liệu, thì sẽ mang đến cho công chúng một cái nhìn khá là toàn diện về mỹ thuật đương đại Việt Nam. Vì cũng không hẳn là Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chỉ có 65 tác phẩm thuộc về mỹ thuật đương đại. Chúng tôi sẽ có nhiều hơn, còn có nhiều hơn các tác phẩm mà hiện nay cũng còn đang cất giữ ở trong kho bảo quản. Mặc dù nằm trong cái hệ thống trưng bày thường xuyên, nhưng không phải là một cái trưng bày cố định. Và đây là cái không gian mà chúng tôi sẽ liên tục thay đổi. Các tác phẩm này được sáng tác từ năm 1980 đến nay với góc nhìn đa chiều của các nghệ sĩ về môi trường và đời sống xã hội, mang đậm hơi thở hiện thực. Thông qua đó, các nghệ sĩ gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng cuộc sống mới văn minh, nghĩa tình. Bức tranh này tôi cũng vẽ ở trong cái quá trình những cái năm 90 đấy, là những cái người dân, những cái người lao động mà người ta di chuyển từ vùng này sang vùng khác. Tất nhiên là thường thường là người ta đến thành phố để họ sinh sống thì và họ phải cố gắng rất nhiều và gần như là một cái cuộc chiến đấu để thay đổi lại một cái vận mệnh của chính cái gia đình của mình. Thì chính cái cảm xúc đấy nó mang lại cho tôi một cái rất là có một cái gì đấy nó rất cảm động, và cái điều đấy nó thôi thúc tôi vẽ cái bức tranh. Các tác phẩm tham gia triển lãm đã được cập nhật trên ứng dụng iMuseum VFA của Bảo tàng, hỗ trợ thông tin cho khán giả tham quan trực tiếp và trực tuyến. Trong thời gian tới, các chương trình nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý sẽ tiếp tục được triển khai để phù hợp với sự vận động liên tục của mỹ thuật Việt Nam đương đại.